Kính thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay chương trình Dân ta phải biết luật ta do luật sư văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc đảm nhận. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi sẽ làm một video có tên rằng là con dưới 12 tháng tuổi thì người chồng không có quyền ly hôn. Thưa quý vị và các bạn, để mà đỡ bớt đi những cái căng thẳng thì tôi xin kể cho quý vị những câu chuyện mà luật sư có được trong suốt gần 10 năm học nghề. Thưa quý vị và các bạn, thì vào một cái dịp gần Tết, cách đây vài năm, thì tôi có tiếp một cái chị, chị cũng trạc khoảng 40, chị đến một cái với một cái khẩu trang. Thì tôi bảo thì nếu chị đến văn phòng, chị cần tôi thì chị hãy mở ra để chúng ta dễ nói chuyện. Thì mở ra thì mới thấy được rằng là chị bảo rằng anh chồng chị đã đánh chị rất là nhiều. Và quý vị và các bạn có thể tưởng tượng, người ta bảo phụ nữ mà đó là khuôn mặt, là mặt tiền mà, bị nát hết và sưng húp lên. Chị bảo rằng là do ảnh quá ghen tuông cho nên ảnh mới đánh chị, và chị chạy đi không kịp. Và chị bảo với tôi rằng là anh bảo rằng anh sẽ hành hạ chị cho đến khi chị chết mà thôi. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời hành nghề của tôi có tiếp, có tư vấn rất là nhiều vụ việc ly hôn. Có những vụ việc ly hôn tôi ngồi lặng im và nghe họ kể về những câu chuyện đời của họ. Cũng có những trường hợp ly hôn, người ta đến với nhau rất vội và ta đến với văn phòng luật sư lại càng vội hơn. Người ta bảo rằng, người ta hối luật sư rằng, luật sư ơi, càng nhanh càng tốt. Và một trường hợp thứ hai đó, một cái trường hợp ấn tượng của văn phòng tôi, cũng là một chị phụ nữ. Chị đến với văn phòng và sau khi chị khóc thì chị cho tôi cái hình ảnh. Chị bảo rằng đứa con gái của chị nó khoảng chừng 7-8 tuổi, khi mà anh chồng chị đánh chị bằng cái lòng vong thì nó mới đếm rằng là 100+ cây đó. Và chị đã đưa cho tôi coi một cái số hình ảnh. Thưa quý vị và các bạn, con người có da, có thịt, ai cũng biết đau đớn về mặt thể xác. Nhưng tôi cũng không hiểu tại sao khi họ đến với nhau, họ yêu nhau lắm mà, nhưng khi họ không được với nhau thì họ sẽ đến tòa để mà ly hôn. Tuy nhiên cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh. Còn một trường hợp nữa, họ không bức bách về thể xác nhưng mà bỏ bạo hành về tinh thần. Tôi có một cái trường hợp nó như thế này, quý vị và các bạn. Chị đến với văn phòng tôi, chị bảo với tôi rằng là anh đang ở nước ngoài, anh đi hợp tác lao động, và anh nói với chị rằng cứ nộp đơn ly hôn, và khi nộp đơn ly hôn xong, ly hôn anh xong rồi, anh về Việt Nam, anh có đủ điều kiện để anh kết hôn với người Hàn Quốc vì anh đi lao động ở Hàn Quốc mà. Khi anh về, anh kết hôn với người Hàn Quốc, nó tạo cho anh một cái cơ hội để được làm công dân Hàn Quốc. Và sau khi được làm công dân Hàn Quốc như vậy thì anh sẽ về kết hôn lại với chị. Đó là một cái chiếc bánh mà anh vẽ ra cho gia đình. Sau khi ngồi lặng nghe chị, lặng nghe một cái cách là không biết phải như thế nào, và tôi bảo chị rằng chị đang đùa với lửa. Không phải bất cứ một trường hợp nào và ly hôn là một cái vấn đề chẳng đặng đừng. Thưa quý vị và các bạn, với ba cái tình huống đó, quý vị và các bạn có thể thấy được trong xã hội, và quý vị và các bạn cũng có thể gần nhất bên cạnh mình, những người thân, những người bạn của mình, những người hàng xóm láng giềng của mình vẫn bị những trường hợp áp bức về thể xác, áp bức về tinh thần
Thưa quý vị và các bạn, quay lại vấn đề con dưới 12 tháng tuổi thì chồng không được ly hôn. Theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014 là trong trường hợp điều 51 có quy định là ly hôn thì người chồng sẽ không có quyền ly hôn trong 3 trường hợp. Thứ nhất, đó là vợ mang thai. Thưa quý vị và các bạn, vậy chồng không ly hôn được, vợ đang mang thai, vợ đến văn phòng ly hôn được không? Vợ đến nộp đơn ly hôn được không? Thưa được. Đó là cái ưu tiên của phụ nữ của mà pháp luật quy định đó. Vì sau khi nghiên cứu, sau cái quy định, cái nhược điểm, cái cơ địa của người phụ nữ thì việc điều 51 ghi nhận cái quyền ly hôn không trở về người chồng trong trường hợp vợ đang mang thai, nhưng người vợ bất cứ lúc nào chị ta cũng có quyền ly hôn và vợ sinh con và con chưa đủ 12 tháng tuổi. Cách tính như thế này nha quý vị và các bạn, để sau này từ đây trở về sau, đây là cái cách tính ở trong quy định của pháp luật. Thường thường thì một số anh chị sẽ tính bằng cách là khi mà mình ra đời thì mình đã được 1 tuổi rồi và bắt đầu là cộng lên. Nhưng mà tuổi theo quy định của pháp luật thì cứ ngày 1 tháng 1 năm 2017 thì đến ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì đứa bé đó mới được 1 tuổi. Và ví dụ nha, tôi ví dụ là đứa bé này con của hai vợ chồng, trong trường hợp anh này cũng mong muốn ly hôn với chị lắm rồi, tuy nhiên rằng đứa bé sinh ngày 1 tháng 1 năm 2017, vậy thì đến ngày 1 tháng 1 năm 2018 đứa bé tròn 1 tuổi thì anh mới có quyền nộp đơn đến tòa án để yêu cầu được nguyện vọng được ly hôn vì lý do A, B, C, D, D gì đó. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi cũng muốn gửi đến quý vị và các bạn mâu thuẫn để mình ghi trong nội dung đơn ly hôn. Thì thực tế thì trong cái quá trình hành nghề thì cũng ít có một cái thẩm phán nào yêu cầu một cái lý do khác biệt rằng là phải như thế này, phải như thế kia để ly hôn. Tuy nhiên trong cái đơn ly hôn, quý vị và các bạn phải ghi rõ quan điểm sống không hợp về chồng có những cái mà trước đây chúng tôi không thể nào biết được, và do cái quá trình đổi tánh đổi nết hoặc như thế nào đó mà thưa với quý tòa, nếu mà tôi không nộp đơn ly hôn thì tôi không thể nào sống tiếp tục. Thì một cái câu mà văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc muốn gửi đến quý vị và các bạn để quý vị và các bạn ghi rõ trong cái đơn ly hôn là như thế này nha: chúng tôi sau một thời gian xem xét kỹ, tôi đã suy nghĩ về tình trạng hôn nhân không đạt mục đích, hôn nhân không đạt mục đích kéo dài, và chúng tôi không thể đạt được cái mục đích của việc hôn nhân, tôi xin tòa án được ly hôn. Và trong cái ly hôn, quý vị phải ghi ra 3 vấn đề. Thứ nhất là về mặt nhân thân, tôi xin được ly hôn với ông A là chồng tôi đó, có đăng ký kết hôn theo giấy chứng nhận kết hôn số mấy do Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn đăng ký ngay. Tôi xin được nuôi, trực tiếp nuôi con chung là bé A, sinh ngày mấy tháng mấy, theo giấy khai sinh như thế nào đó. Về tài sản chung, chúng tôi không tranh chấp, hoặc nếu có tranh chấp thì tài sản chung chúng tôi gồm có nhà nè, vàng nè, sổ tiết kiệm nè, cổ phiếu nè, trái phiếu nè, và rất nhiều
Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn trong những video của tôi đây sẽ có những cái hạn chế về phương pháp nghe nhìn, hạn chế về cả những cái kiến thức do tôi là luật sư hành nghề cá nhân chỉ mong muốn gửi đến quý vị và các bạn, tặng quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn, những người đang gặp phải trong trường hợp này, quý vị và các bạn hiểu được rằng pháp luật có những cái điều luật, có những cái mà chúng ta vì vấn đề không có điều kiện đến văn phòng luật sư, vì vấn đề rằng chúng ta ngại đến văn phòng luật sư, vì vấn đề chúng ta sợp trên cái mạng, và nó rất là nhiều những cái gọi là nguồn thông tin trái chiều, thì quý vị và các bạn hãy tạm thời sẽ xem đi xem lại cái video ngày hôm nay của chương trình Dân ta phải biết luật ta do luật sư văn phòng luật sư Đoàn Gia Phụng đảm nhận. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị và các bạn, chắc có lẽ là những ngày đầu của năm 2018 thì tôi cũng kính chúc quý vị, những người xem video này, một cái sức khỏe dồi dào, một cái sự bình an trong nội tại, trong từng mỗi người, và hơn thế nữa là sự kính thưa quý vị và các bạn, chắc chắn rằng đây là năm 2018. Vào những đầu năm này thì tôi kính chúc sức khỏe những anh chị em, những người xem video này, một năm mới an khang và thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn.